Xin chào các bạn khán giả của Sống An Lạc. Các bạn thân mến, tôi còn nhớ cách đây khoảng 20 năm về trước, những cốc nước lạnh xanh đỏ giống như nhà văn Thạch Lam từng khắc họa trong tác phẩm Hai đứa trẻ của ông là món quà gì đó rất xa xỉ đối với trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ nông thôn. Nước uống thời bấy giờ là nước lọc đun sôi để nguội, hay ngon hơn nữa thì là nồi chè đỗ đen bỏ thêm một chút đường cho ngọt. Thế còn ngày nay thì sao? Đỗ đen và những loại nước truyền thống vẫn xuất hiện trong đời sống của chúng ta, thế nhưng đã mờ nhạt hơn rất nhiều so với những loại nước ngọt hiện đại. Và đó là một trong những tác nhân phổ biến khiến con người mắc bệnh tật nhiều hơn như tiểu đường, béo phì, tim mạch hay gan thận. Chương trình ngày hôm nay sẽ cùng các bạn khán giả thưởng thức lại hương vị của thức uống bình dị, mộc mạc nhưng chứa đựng rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, đó là nước đậu đen rang. Vậy còn điều gì tuyệt vời mà chúng ta chưa biết đến về ly nước vốn rất quen thuộc này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video của Sống An Lạc ngày hôm nay nhé! Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội đã chia sẻ rằng trong đông y, đậu đen chính là một vị thuốc có vị ngọt tính mát. Chúng có thể dùng để chữa trị nhiều loại bệnh thường gặp hàng ngày như gan hư, mụn nhọt, giúp bổ thận âm, bổ gan, thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Cũng giống với hầu hết các loại đậu khác như đậu tương, đậu xanh, đậu đen đã được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao về hàm lượng chất xơ, protein, các vitamin và khoáng chất quan trọng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Và một trong những cách chế biến đậu đen được cho là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta nhất, đồng thời hạn chế được tối đa nhược điểm hàn lạnh của đậu đen, chính là nên rang đậu đen trước, sau đó hãm thành nước uống. Với cách làm này, chỉ cần thực hiện đều đặn mỗi ngày, chúng ta sẽ thu về những lợi ích tuyệt vời sau đây cho sức khỏe. Tác dụng thứ nhất, đậu đen giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Ung thư luôn là nỗi ám ảnh của con người ở mọi độ tuổi. Thế nhưng đáng sợ và lo ngại hơn cả là từ tầm tuổi trung niên trở đi. Bởi khi đó, sức đề kháng của con người đã suy giảm đi khá nhiều, khả năng chống chọi với bệnh tật cũng chắc chắn không thể bền bỉ, dẻo dai như người trẻ được nữa. Vậy thì để giảm thiểu tối đa nguy cơ ung thư, các bạn hãy nghĩ ngay đến những cốc nước đậu đen rang thơm, bùi nhé! Loại thực phẩm này có khả năng chống ung thư cực tốt nhờ vào 8 loại khác nhau của flavonoid, một loại hợp chất thực vật có khả năng làm giảm đi những tác hại khôn lường của các gốc tự do, làm thay đổi tế bào gây ung thư. Đặc biệt, hàm lượng chất xơ phong phú trong đậu đen còn giúp ngăn chặn hiệu quả sự phát triển ung thư ruột kết. Do đó, đậu đen chính là một trong những loại thực phẩm vàng giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư nguy hiểm. Tác dụng thứ hai, đậu đen giúp hệ xương khớp vững chắc, khỏe mạnh. Hệ xương khớp có nhiệm vụ nâng đỡ, vận động cho cơ thể. Để xương khớp luôn chắc khỏe, vận động linh hoạt thì chúng ta cần phải cung cấp đầy đủ những dưỡng chất thiết yếu cho xương như canxi, sắt, kẽm, phốt pho. Những dưỡng chất này có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương khớp. Ngoài ra, canxi và phốt pho có vai trò quan trọng trong việc giữ ổn định cấu trúc xương, giúp duy trì sức mạnh và độ đàn hồi cho hệ xương khớp của chúng ta. Và thật tuyệt vời khi đậu đen đều có những khoáng chất này. Có nghĩa khi bạn bổ sung lượng nước đậu đen thích hợp cho cơ thể, đồng nghĩa với việc bạn đã cung cấp hàm lượng khoáng chất cần thiết để xương khỏe mạnh. Tác dụng thứ ba, đậu đen giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp. Các bệnh về tim mạch thường xuất hiện âm thầm, thế nhưng hậu quả mà chúng gây ra là rất nghiêm trọng đối với tính mạng của chúng ta. Chúng gây hẹp, xơ cứng và tắc nghẽn mạch máu, làm gián đoạn quá trình cung cấp oxy lên não và các bộ phận khác trong cơ thể. Từ đó, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, phá hủy từng bộ phận và dẫn đến tử vong. Mặc dù về tính chất của bệnh thì nghiêm trọng là như vậy, thế nhưng các bạn cũng không cần phải quá lo lắng nhé. Bởi đậu đen có thể giúp các bạn tăng cường sức khỏe tim mạch rất tốt nhờ vào các thành phần dinh dưỡng có trong đậu đen. Thành phần vitamin B phức hợp cao cùng tính kháng viêm của chúng giúp làm giảm lượng mỡ máu xấu, hỗ trợ cho người mắc bệnh tim mạch có sức khỏe ổn định hơn. Chưa kể, đậu đen còn là thực phẩm có hàm lượng muối thấp tự nhiên, chứa nhiều kali, canxi và magie. Điều này có lợi cho những người cao huyết áp, giúp giảm huyết áp một cách an toàn và hiệu quả. Vì vậy, hãy bổ sung đậu đen vào thực đơn ăn uống để tăng cường sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp hiệu quả các bạn nhé. Tác dụng thứ tư, đậu đen hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Các chuyên gia sức khỏe đã chỉ ra rằng đậu đen hỗ trợ rất tốt cho quá trình điều trị bệnh của người bệnh tiểu đường. Bởi lẽ, trong đậu đen có hàm lượng chất xơ cao,
khi đi vào cơ thể sẽ giúp giảm hấp thu đường sau khi ăn, giúp cho chỉ số đường huyết được giữ ở mức ổn định. Ngoài ra, lượng chất xơ trong đậu đen còn làm giảm quá trình hấp thu mỡ máu, giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay nhồi máu cơ tim cho người tiểu đường. Tốt hơn nữa, ngay cả các biến chứng tiểu đường cũng hoàn toàn được ngăn chặn nhờ vào hàm lượng flavonoid anthocyanin giúp chống oxy hóa rất tốt, dọn dẹp các gốc tự do và sửa chữa những thương tổn của tế bào. Do vậy, người bệnh tiểu đường nên bổ sung thêm đậu đen vào thực đơn ăn uống để hỗ trợ quá trình điều trị bệnh được hiệu quả hơn nhé. Và tác dụng thứ 5, đậu đen hỗ trợ giảm cân an toàn. Đây chắc hẳn là lợi ích mà các chị em phụ nữ rất hài lòng phải không nào? Không quá cầu kỳ, mỗi ngày các bạn chỉ cần nhâm nhi một chén nước đậu đen rang là bạn đã có thể bổ sung cho cơ thể nhiều năng lượng và vitamin, khoáng chất, muối khoáng cùng hàm lượng chất xơ cao. Bạn sẽ không còn cảm giác đói khi uống nước đậu đen nữa, từ đó giúp bạn giảm cân lâu dài, mang đến cho bạn cơ thể săn chắc, thon gọn quyến rũ, đồng thời hỗ trợ nuôi dưỡng làn da căng mịn từ sâu bên trong thật hữu hiệu. Ưu điểm của cách giảm cân bằng đậu đen đó là an toàn, lành tính và hiệu quả nhanh chóng. Chúng không chứa chất béo bão hòa nên rất an toàn cho quá trình giảm cân. So với rất nhiều chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, khắc nghiệt khác thì việc sử dụng đậu đen giảm cân mang đến hiệu quả cao gấp 4 lần. Để quá trình giảm cân đạt hiệu quả tốt nhất, bạn hãy chọn đậu đen xanh lòng nhé. Chúng có chứa nguồn dưỡng chất dồi dào, phong phú, không chỉ giúp hỗ trợ giảm cân nhanh, cao mà còn ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hiệu quả. Và bây giờ, hãy cùng Sống An Lạc thực hiện các bước làm đậu đen rang nhé. Đầu tiên, bạn hãy rửa sạch đậu đen và loại bỏ đi những hạt hỏng, hạt lép rồi vớt ra để cho ráo nước. Khi đậu đen đã khô, các bạn cho đậu vào chảo, rang nóng cho đến khi đậu dậy mùi thơm. Hãy đảo đều tay để đậu không bị cháy hoặc là chín không đều các bạn nhé. Sau khi đã rang đậu dậy mùi, bạn đun sôi đậu đã rang cùng với khoảng 1 lít nước. Khi nước đã sôi thì các bạn đun thêm 5 phút, sau đó tắt bếp và ủ trong khoảng 10 phút. Cuối cùng, sử dụng dây lọc và lọc lấy phần nước. Như vậy là bạn đã thực hiện xong các bước để có được ly nước đậu đen rang đúng vị rồi đấy. Hãy uống khi nước còn ấm để cảm nhận hương thơm của đậu nhé. Và đừng quên một vài lưu ý quan trọng sau đây để không biến thức uống bổ dưỡng này thành độc dược các bạn nhé. Lưu ý đầu tiên, không lạm dụng đậu đen liên tục gây mất cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt là đối với những ai dùng đậu đen vào mục đích giảm cân thì nên sử dụng đậu đen có lịch trình chứ không nên ngày nào cũng uống. Lưu ý thứ hai, đậu đen rang hãm lấy nước uống giúp bạn giải nhiệt hiệu quả, thế nhưng sẽ hiệu quả nhất khi mà bạn uống không đường. Còn trong trường hợp bạn không thể uống nguyên chất như vậy thì có thể cho thêm một chút đường nhưng không được cho quá nhiều để tránh lạnh bụng gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Và lưu ý thứ ba, không ngâm hoặc đun đậu đã rang quá lâu bởi vì như vậy sẽ khiến hạt đậu bị nhừ và lên men. Những hạt đậu có bụi trắng bám quanh là những hạt đậu đã bị sâu mọt cũng không nên sử dụng. Các bạn hãy ghi nhớ những lưu ý trên đây nhé. Những lợi ích và ly nước đậu đen rang mang đến cho sức khỏe của chúng ta là rất quý giá và đáng trân trọng bởi chúng rất thiết thực và ý nghĩa đối với sức khỏe của con người ở mọi lứa tuổi. Song đúng như lưu ý mà các bạn vừa lắng nghe, đậu đen dù tốt nhưng chúng ta không được lạm dụng thực phẩm này quá nhiều bởi sẽ gây ra những tác hại khôn lường cho sức khỏe. Như vậy thì thật sự đáng tiếc phải không nào? Vậy thì cùng với việc sử dụng đậu đen, chúng ta còn có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng những thực phẩm nào khác cũng giúp bổ tim, dưỡng thận hiệu quả mà lại có thể đa dạng thực đơn ăn uống của các bạn. Xin mời theo dõi phần tiếp theo của video ngay sau đây nhé! Những thực phẩm tốt cho trái tim, thận và sức khỏe toàn cơ thể mà bạn nên sử dụng mỗi ngày bao gồm: đầu tiên là súp lơ. Súp lơ được mệnh danh là siêu thực phẩm thân thiện với thận. Trong thành phần của loại rau họ cải này chứa nhiều chất xơ, folate và đặc biệt là hàm lượng vitamin C phong phú, giúp gan, thận trung hòa tối đa các chất độc hại và thải chúng ra ngoài qua đường nước tiểu. Có rất nhiều cách cho bạn chế biến và thưởng thức loại rau xanh này. Đơn giản nhất là ăn sống, hấp hay luộc sẽ đều rất dễ ăn. Cách khác nữa đó là trần súp lơ rồi ăn kèm cùng các món salad. Các bạn hãy thử chế biến nhé. Thứ hai là cá. Bạn có biết cá chính là một nguồn protein tuyệt vời mà thiên nhiên và biển cả dành tặng cho chúng ta, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ăn từ 2 đến 3 lần trên một tuần. Không chỉ là nguồn protein tuyệt vời,
Trong cá còn chứa hàm lượng chất béo omega 3 lành mạnh, giúp chống viêm, ngăn ngừa ung thư và các bệnh về tim mạch. Có rất nhiều loại cá và nhiều cách thức chế biến khác nhau mà bạn có thể lựa chọn để làm đa dạng thực đơn ăn uống của gia đình, ví dụ như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích hay cá mòi. Bạn có thể hấp, rán, kho hoặc thậm chí là nhúng lẩu cá, đều rất tuyệt vời, phải không nào? Thứ ba, củ tỏi. Bạn thường dùng tỏi trong những trường hợp nào? Nấu ăn hay là nguyên liệu cho một số bài thuốc dân gian, phải không nào? Bởi vì tỏi là một loại gia vị chứa rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, đã được lưu truyền rất lâu đời trong các bài thuốc y học cổ truyền. Và ngày nay, y học hiện đại một lần nữa chứng minh và khẳng định đây là thực phẩm gia vị không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Tỏi giúp giảm viêm, giảm nồng độ mỡ máu. Các dưỡng chất có trong tỏi giúp cải thiện sức khỏe xương khớp. Và đặc biệt, tỏi còn là nguồn kháng sinh tự nhiên giúp làm giãn nở các mạch máu, điều hòa huyết áp hiệu quả. Cách tốt nhất để phát huy tác dụng của tỏi là ăn sống. Ngoài ra, bạn còn có thể thêm chúng vào các món xào, món canh hay đơn giản là điểm xuyết vào bát nước chấm, cũng là một cách để chúng ta hấp thu các dưỡng chất có lợi từ tỏi cho sức khỏe. Các bạn yêu thích nấu ăn, hãy lưu tâm điều này để chăm sóc cho gia đình mình nhé. Thứ tư, dầu ô liu. Đây thực sự là một người bạn tuyệt vời của sức khỏe tim mạch đấy các bạn ạ. Trong dầu ô liu có chứa những thành phần tốt cho sức khỏe như axit oleic là một loại axit béo giúp chống viêm và hợp chất hữu cơ polyphenol giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và quá trình oxy hóa. Ngoài ra, dầu ô liu còn chứa đầy đủ các chất béo không bão hòa đơn làm giảm hàm lượng mỡ máu xấu, từ đó giảm thiểu nguy cơ bệnh tim mạch. Vì vậy, hãy bổ sung loại dầu thực vật này thường xuyên vào thực đơn ăn uống của bạn và gia đình nhé. Trái tim của bạn sẽ rất cảm ơn bạn vì điều đó. Thứ năm, hành tây. Bạn có thích các món ăn được chế biến kết hợp với loại gia vị này không? Chúng có thể khiến bạn hơi cay mắt trong quá trình chế biến, thế nhưng đây thực sự là loại thực phẩm mang tới rất nhiều công dụng cho sức khỏe của chúng ta đấy. Nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng các chất dinh dưỡng trong hành tây giúp ngăn ngừa sự lắng đọng của chất béo trong mạch máu, kháng viêm, chống oxy hóa, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây ung thư. Ngoài ra, hành tây còn chứa chrome, một loại khoáng chất giúp cơ thể chuyển hóa chất béo, protein và carbon hydrate. Các bạn có thể sử dụng hành tây để ăn sống hoặc nấu chín chúng kết hợp với các thực phẩm khác để tạo thành món ăn vừa hấp dẫn, ngon miệng lại vừa bổ dưỡng nữa nhé. Thứ 6, quả táo. Mỗi ngày ăn một quả táo, cả đời không cần khám bác sĩ. Bạn đã từng nghe qua câu nói này chưa? Đây thực sự là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe và hương vị cũng rất dễ ăn mà chúng ta có thể bổ sung hàng ngày cho cơ thể. Trong mỗi quả táo chứa đựng hàm lượng phong phú chất xơ và các vitamin thiết yếu, giúp làm giảm lượng mỡ máu dư thừa, ngăn ngừa táo bón, bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh về tim mạch và đặc biệt là giảm thiểu nguy cơ ung thư. Vì vậy, mỗi ngày các bạn hãy bổ sung vào thực đơn ăn uống của mình tối thiểu một trái táo để cả đời khỏe mạnh các bạn nhé. Và thứ bảy là các loại quả mọng. Dâu tây, việt quất, mâm xôi, nho hay bất kỳ loại quả mọng nào cũng đều hàm chứa lượng chất chống viêm phong phú, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch và phòng chống ung thư hiệu quả. Hơn nữa, những loại quả này lại rất dễ ăn, hương vị thanh mát, rất phù hợp để bạn lựa chọn làm thức ăn vặt bổ dưỡng thay vì các loại đồ ăn nhanh chứa nhiều chất độc hại. Bạn có thể ăn trái cây tươi, salad trái cây hoặc ép thành nước uống đều mang lại giá trị dinh dưỡng như nhau các bạn nhé. Thiên nhiên xung quanh chúng ta thật tuyệt vời phải không các bạn? Cho ta rau xanh, quả ngọt để cung cấp hàm lượng chất dinh dưỡng tự nhiên nhất, nguyên chất nhất cho cơ thể. Cho ta cả những loại thực phẩm ngọt ngào hương vị quê hương là lúa, là gạo, là những hạt đỗ nhỏ bé nhưng chứa đựng lợi ích khổng lồ cho sức khỏe. Vậy nên, chúng ta hãy trân trọng những món quà ý nghĩa và quý giá này mà thiên nhiên đã dành tặng cho chúng ta, các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.